đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Rồi đó là về uh, kinh tế vĩ mô của những quốc gia khác chúng ta bị hãy chuyển qua nói về Hoa Kỳ đi Và chúng ta đặc biệt sẽ nói về một số những cái tài liệu liên quan đến phần trăm lạm phát Chúng ta có nên uh, tin tưởng hay là không và chúng ta có nên đặt nhiều lòng tin vào Fed hay là không Và những cái cá vôi hiện bây giờ trong trường crypto thì có những động thái như thế nào thì nhiều bạn sẽ nói là nếu chúng ta chỉ đầu tư riêng vào tiền crypto đó thì có nên quan tâm nhiều đến kinh tế vĩ mô hay không thì tôi nghĩ là ở thời điểm bây giờ đó câu trả lời là có tại vì các bạn đang thấy được là tất cả thị trường đang bị ảnh hưởng à, cùng một cái lực à, ép đến từ kinh tế vĩ mô chúng ta thấy được là trong tình hình bây giờ đó thì hầu như là tiền mặt ra đó thì những nhà đầu tư không muốn lưu trữ thêm gì hết các bạn có thể nhìn thấy được là tất cả những mảng đầu tư chúng ta có thể nói tới từ chứng khoán cho đến crypto cho đến vàng thậm chí bây giờ bất động sản đó chúng ta cũng đã bắt đầu thấy có cái sự nguội lại và giảm xuống một chút thôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa và những cái yếu tố liên quan đến kinh tế vĩ mô đó sẽ ảnh hưởng đến đồng đô la mạnh hay yếu như là chỉ số DXY và cái sự ảnh hưởng của DXY à, liên quan đến thị trường tài chính nói chung là như thế nào các bạn đã biết rồi đó chính là tương quan âm chỉ số DXY tăng lên thì chứng khoán Hoa Kỳ là một màu đỏ và cái sự tương quan giữa chứng khoán Hoa Kỳ bây giờ với crypto đó là tương quan dương có nghĩa là các bạn thấy được là cả hai thị trường đó thì đi cùng một xu hướng cho nên chúng ta cũng cần phải quan tâm đến những gì đang xảy ra trong thị trường vĩ mô cũng như là chúng ta nói tới là những động thái của fed thì ảnh hưởng đến cái dòng tiền và dòng tiền đó đó là cái dòng tiền vào thị trường đầu tư cũng như là cái khả năng chúng ta sẽ có một cái suy thoái tài chính lớn như thế nào thì nếu như mà nhiều người có lòng tin thì chúng ta có suy thoái tài chính rất lớn đó thì đương nhiên nhiều người sẽ lưu trữ tiền mặt rồi họ không muốn đầu tư hiện bây giờ cho nên những điều này đó những điều mà thường hy vọng là hàng ngày chia sẻ để các bạn hiểu thêm về tình hình chung là như thế nào và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới hoa kỳ đi thì cái thống kê ngày hôm nay đó cho thấy được là dựa theo cái hiệp hội những cái người môi giới của hoa kỳ đó hay gọi là national association of realtors thì cho thấy được là cái nhu cầu để mà mua nhà đó cái số nhà bán à, của tháng 9 so với tháng 8 nó đã giảm 1.5% rồi. Nhưng mà tuy là như vậy đó các bạn thấy được là cái giá nhà cũng không có đi xuống nhiều. Tuy là cái nhu cầu mua nhà đã giảm xuống. Tại vì sao vậy? Tại vì song song với cái sự uh, nhu cầu mua nhà giảm xuống đó thì cái nguồn cung uh, của nhà cửa cũng giảm luôn. Có nghĩa là các bạn thấy được là chúng ta thấy cái số lượng nhà mà đang bán đó cũng đã giảm xuống à, so với lại những tháng trước đó và chúng ta thấy được là so với lại tháng 9 của năm 2021 đó thì cái số lượng nhà đang bán bây giờ so với năm ngoái đã giảm 0. 8 rồi à, Mặc dù là giá đi xuống chúng ta vẫn chưa có thấy được là nhiều người họ muốn bán ngàn lập tức có nghĩa là giá xuống đó thì nhiều người họ không muốn bán nhà họ không muốn bán ở mức giá này và những người mà đi mua nhà đó thì cái lãi suất tăng họ cũng không có nhu cầu mua nhà nhiều nhưng mà vẫn còn một cái số lượng nhà và một cái số lượng người đi mua hiện tại thì có một cái suy nghĩ là nhiều người đó cho là bây giờ không mua thì đợi tới khi nào mới mua có phải đợi tới là phần trăm lãi suất tiếp tục tăng lên hay không khi mà phép lại tiếp tục tăng lãi suất thì à, nếu như bây giờ không mua sau này có thể là không mua được thì phần trăm lãi suất có thể tăng nhiều hơn cho nên bây giờ vẫn còn một số người họ vẫn muốn gấp rút đi mua nhà tại vì họ sợ là lãi suất cứ tiếp tục tăng hoài và thêm vào đó đó thì cái số lượng nhà đi bán không còn nhiều như xưa nữa cho nên vì lý do đó, đó giá nhà các bạn thấy được tuy đã nguội lại nhưng mà vẫn không có xuống mạnh đâu như là nhiều người nghĩ để các bạn hiểu rõ hơn đó Khi chúng ta so sánh cái giá nhà của tháng 9 năm nay so với nhà của tháng 9 năm ngoái đó thì vẫn tăng 8.4% Tuy là giá nhà so với lại giá nhà mấy tháng trước đó chúng ta tính trung bình thì đã giảm xuống nhưng mà vẫn tăng so với một năm trước và chúng ta có thể nhìn thấy được, đây là cái thống kê giá nhà ở Hoa Kỳ đó, được chia sẻ bởi Bradford. Thì đây là cái giá median mà thôi, hiểu đơn giản đây là cái giá trung bình. À, đương nhiên mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà đây là cái giá trung bình. Thì các bạn thấy được là cái mức giá nhà cao nhất đó, đã có ở cái thời điểm là khoảng tháng 5 của năm nay. Thì từ tháng 5 cho đến tháng 10 đó tháng 9 đi tại vì đè tài liệu tháng 9 mà thôi thì 4 tháng qua giá nhà của Hoa Kỳ đã có cái xu hướng là giảm xuống đó là cái giá nhà trung bình và thường chia sẻ những thông tin với các bạn là để làm gì để cho bạn có thể hiểu được một cái thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát CPI tính toán như thế nào các bạn đã biết đó là CPI là một cái tài liệu lớn mà hàng tháng chúng ta đều theo dõi và thường chia sẻ rất là nhiều. CPI là đo lường cái phần trăm lạm phát tại Hoa Kỳ được chia sẻ đó bởi US Bureau of Labor Statistics. Thì chúng ta được đó là cái bộ, hiểu đơn giản đó, đây là cái bộ tài liệu lao động đưa ra đó là cái phần trăm lạm phát Hoa Kỳ mới nhất đó, trong tháng này là 8.2% đây là tính tổng luôn và đương nhiên lúc nào họ cũng để riêng ra hai cái phần mà có sức ảnh hưởng nhiều và có sự dao động nhiều đó chính là năng lượng và lương thực nhưng mà nếu chúng ta không tính năng lượng và lương thực đó thì họ gọi đó là core inflation thì core inflation phần trăm lạm phát core vẫn là 6.6% mặc dù là phần trăm lạm phát tổng đó đã giảm xuống trong vòng 2 tháng qua nhưng mà cái phần trăm lạm phát mà không tính năng lượng và thực phẩm đó đó là phần trăm lạm phát mà nhiều người cho là quan trọng hơn thì vẫn đang có xu hướng tăng ở mức là 6.6 tôi nhớ là tháng trước đó là 6.2 hay gì đó thì vẫn là cái xu hướng tăng và điều quan trọng hơn hết đó, là các bạn nên biết là khi mà người ta tính cái chỉ số CPI tại Hoa Kỳ đó thì một trong những yếu tố lớn đó chính là gì? À, đó chính là housing có nghĩa là nơi ở thì nơi ở đó chiếm 42% trọng lượng khi mà người ta tính cái chỉ số CPI này thì đây là một cái phần mà rất là quan trọng à, đối với cái chỉ số này cũng dễ hiểu thôi tại vì đối với một người bình thường ở Hoa Kỳ đó thì cái chi Tiêu lớn nhất hàng tháng đó chính là chi tiêu mướn nhà hay là trả tiền ngân hàng Khi mà các bạn sở hữu nhà Cho nên cái phần này phần lớn cũng dễ hiểu Tại vì đó là cái phần chi tiêu lớn Tối bây giờ cũng Hoa Kỳ Nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ ở đây đó là Các bạn có biết là làm cách nào để họ thống kê được là cái mức giá nhà Hay là mức giá mướn nhà bao nhiêu hay là không Thì thật ra đó khi mà họ nói tới nơi ở đó Thì cách mà tính chỉ số CPI đó là BOS có nghĩa là bộ tài liệu lao động đó họ sẽ hỏi khoảng chừng là 50.000 hộ gia đình có thể nhiều hơn có thể ít hơn thường nhớ là tháng vừa rồi họ hỏi có 32.000 hộ gia đình mà thôi thì họ sẽ hỏi những hộ gia đình đó họ một đó là tới tận nơi gõ cửa để mà hỏi hai là họ sẽ gọi điện thoại thì họ hỏi đó, câu hỏi cũng rất là đơn giản mà thôi là nơi mà đang ở đó đó là đang mướn hay là đang mua nếu như mà đang mướn đó thì giá mướn nhà là bao nhiêu và nếu như mà đang mua đó thì cái nơi mà đang ở đó nếu cho mướn thì giá sẽ là bao nhiêu. Thì tối tóm lại đó họ sẽ quy ra hết tất cả thành tiền mướn nhà. Cho dù nhà đó là nhà đã được mua nhưng mà họ sẽ quy ra là nếu nhà đã mướn là bao nhiêu. Tại vì họ nghĩ là cái con số mướn nhà nó sẽ có cái phản ánh thực hơn là cái con số người ta trả tiền ngân hàng khi mà mua nhà. Nhưng mà cái vấn đề của cái cách mà thu thập tài liệu như thế này đó là mỗi 6 tháng họ mới đu thập tài liệu một lần. À, cho nên cái thông tin này lúc nào cũng bị cái sự trì hoãn hết Thứ nhất là trì hoãn là tại vì mỗi 6 tháng họ mới hỏi một lần Và thứ nhì nữa đó là khi họ hỏi đó Thì cái thông tin mà họ thu thập được đó là cái mức giá mướn nhà mà người ta đang mướn ở thời điểm đó Đó không có phản ảnh khi mà người mới đi mướn nhà các bạn có hiểu cái sự khác biệt hay là không? Chứ như, như các bạn đang mướn nhà bây giờ đó là 2.000 đô một tháng đi Nhưng mà tại vì các bạn đã, đã ký hợp đồng là mướn 1 năm, 2 năm gì đó Thì đương nhiên là các bạn sẽ nói là bây giờ mình đang mướn căn nhà này là 2 ngàn một tháng nhưng mà thật ra căn nhà tương tự đó một người mới bây giờ đi mướn đó thì giá nhà đã tăng lên là 2 ngàn hai rồi hay là thấp hơn 1 ngàn tám cũng có thể luôn cho nên lúc nào cũng vậy đó, tài liệu này đã bị trì hoãn là 6 tháng cho đến một năm cho nên cái tính mà trì hoãn đó đó đã khiến cho cái chỉ số CPI đó nó không có phản ảnh hoàn toàn đúng sự thật đâu đương nhiên đối với lại cái uh, bộ thông tin lao động đó thì họ nói là cũng không quan trọng đối với họ tại vì họ chỉ muốn lấy cái tài liệu chính xác hiện lúc đó mà thôi họ không quan tâm đến là một người mới đi mướn nhà là bao nhiêu nhưng mà vì lý do đó đó khi mà người ta nhìn vào cái tài liệu giá nhà cho mướn trên thị trường so với lại cái tài liệu thu thập được của fed đó, thì có một cái sự khác biệt các bạn thấy được là đây đó là cái tài liệu thu nhập được từ Fed Đó chính là cái đường mà màu vàng các bạn thấy bên dưới này Cái đường mà màu đỏ bên trên này đó là cái tài liệu được thống kê bởi công ty Zero Gọi là Zero Rent Index Thì đây là cái thống kê tài liệu mà nhiều người cho là thực tế hơn Nếu như các bạn bây giờ ra đi ra ngoài để mướn nhà thì giá nhà xảy ra sao Thì cái sự trì hoãn đó đã dẫn đến là người ta nói là khi chúng ta thấy được là những cái tài liệu của Fed đó, Giống như là chúng ta à, nhìn vào cái đường màu vàng này đã đi xuống từ tháng 2 năm 2020 mãi cho đến là tháng 2 năm 2021. Thật ra cái đường đi xuống này đó là đại diện cho cái sự đi xuống giá từ tháng 3 cho đến khoảng trường tháng 7 của năm 2020. Tại vì cái tài liệu của Fed chở 6 tháng cho nên cái đường này nó mới đi xuống dài hơn và lâu hơn cái đường màu đỏ này. Cũng tương tự như vậy, Fed đó, đang cho thấy được là cái giá nhà cho mướn đó đang tăng lên hàng tháng hàng tháng mãi cho đến tài liệu mới nhất đó là tháng 9 năm 2022. Nhưng mà đây đó là cái tài liệu phản ảnh của 6 tháng trước, một năm trước khi mà giá nhà đó đang tăng cao dựa theo tài liệu của Zillow. Thì những người mà Fed hỏi đó thì họ sẽ nói là họ đang mướn giá nhà là bao nhiêu đó. Nhưng mà cái giá nhà thực tế trên thị trường đó dựa theo Zillow. Từ tháng 2 của năm nay đó thì trung bình cái tài liệu cho thấy là cái giá mướn nhà đó đã nguội lại rất là nhiều rồi bắt đầu từ tháng 2 của năm nay nhưng mà tài liệu CPI của Fed thì vẫn chưa có phản ảnh được cái điều đó cho nên tới một lúc nào đó đó thì chúng ta được là tài liệu của Fed đã quay đầu và phản ảnh lại là cái tiền người ta cho mướn nhà đó giảm xuống rất là nhiều dẫn đến là cái chỉ số CPI đó đã ước tính quá mức và Fed dựa vào cái chỉ số Core CPI này để đưa ra quyết định là tăng lãi suất và siết chặt nguồn tiền như thế nào đó thì có thể là họ sẽ tăng lãi suất quá mức là đến mức là quá trễ sẽ dẫn đến là khả năng chúng ta đi sâu vào suy thoái tài chính mà không có đáng đó chính là cái mà thường muốn chia sẻ ở đây để các bạn hiểu được chỉ số CPI thu thập như thế nào và đó cũng là À, một trong những cái câu hỏi mà nhiều bạn hỏi thuận cho nên cái quan điểm của thuận à, thuận đã chia sẻ với các bạn cũng không có thay đổi nếu các bạn hỏi thuận là fed có quay đầu năm nay hay không thì từ đến cuối năm fed không tăng lãi suất nữa mà thậm chí giảm lãi suất thuận cảm thấy là cái khả năng đó nó không có cao đâu nhưng mà ngược lại nhiều người nghĩ là fed sẽ tăng lãi suất mãi cho đến năm 2024 đó thì thuận nghĩ là cũng không hẳn đâu thuận nghĩ là trong vòng 6 tháng thôi khi mà tài liệu liên quan đến à, mướn nhà đã thấm vào trong chỉ số CPI rồi đó thì chúng ta sẽ thấy được là Fed sẽ quay đầu nhanh hơn là nhiều người nghĩ nhưng mà cũng sẽ qua tới giữa năm sau đó là cái suy nghĩ thuần thôi đã chia sẻ với bạn à, cách đây à, một hai tuần rồi. thêm vào đó đó chúng ta cũng đã biết là nhiều người trên phố Wall gần đây lên tiếng à, về à, suy thoái tài chính chúng ta nói ngày hôm qua liên quan tới Elon Musk cũng nói như vậy chúng ta nói tới Jeff Bezos vậy cũng nghe nói tới um, JP Diamond của JP Morgan nhưng mà các nhà đầu tư đang thì nghĩ như thế nào về suy thoái tài chính thì các bạn đã thấy một điều là nó phản ảnh ở trong cái mức giá của công trái phiếu Hoa Kỳ. Đặc biệt hơn hôm nay đó thì cái công trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ đã lên tới mức là 4.2%. Coi như là cái mức cao nhất kể từ khủng hoảng năm 2008 rồi. Thì điều này đó có nghĩa như thế nào? Thì nếu chúng ta chỉ nói riêng về công trái phiếu không đó thì cũng không có hoàn toàn giải thích được tất cả đâu các bạn. Điều quan trọng hơn đó là các bạn nhìn vào cái tài liệu bên dưới này cái đây là cái tài liệu cho các bạn thấy được là cái công trái phiếu Hoa Kỳ 2 năm đó bây giờ mức là 4.609 nhưng mà 10 năm đó là 4.227 thì nhiều bạn sẽ nhận ra được là có gì đó không có hợp lý tại sao mà cho vay ngắn hạn thì lãi suất lại cao hơn là cho dài hạn không phải là ngược lại sao tại vì khi các bạn cho ai mượn tiền đi giống như là các bạn À, cho bạn mình mượn tiền thì bạn các bạn mượn các bạn đó là 10.000 đô đi thì nếu như mà mượn trong vòng 2 năm thì các bạn có thể nói là phần trăm lãi suất là 4% nhưng mà nếu như mượn dài hơn 10 năm thì nguy hiểm nhiều hơn các bạn cần phải tính lãi suất cao hơn 6%, 7% gì đó. Nhưng mà ngược lại cái chúng ta thấy là điều đảo ngược và đây là một cái điều mà tôi đã từng chia sẻ trước đây với các bạn đó chính là Đường công, lợi tức đảo ngược, đây là một cái khái niệm tài chính mà rất nhiều người đã nói tới rồi. Và các bạn thấy được là cái tình hình bây giờ đó, chúng ta đã từng thấy lợi tức đường công đảo ngược xảy ra vào năm 2019. Sau đó chúng ta thấy được là bắt đầu là từ tháng 6 của năm nay đó, đã thấy được là đường công, lợi tức đảo ngược đã xuất hiện nhiều lần. Và hiện bây giờ chúng ta vẫn đang nằm trong cái tình trạng là đường công, lợi tức đảo ngược nghĩa là ngắn hạn trả lại nhiều hơn là dài hạn và điều này tại sao nó quan trọng? Tại vì các bạn thấy được là mỗi một lần mà cái hiện tượng này xảy ra đó thì sau đó chúng ta sẽ có một cái suy thoái tài chính và bảy lần đã hoàn toàn đúng như vậy các bạn đã nhìn thấy được trên màn hình đó, bảy lần liên tục thì điều có thể là điểm báo sẽ có suy thoái tài chính khi nào thì có thể là 6 tháng thậm chí là hai năm sau mới có nhưng mà điều là những cái điểm báo cho chúng ta thấy được là sẽ có suy thái tài chính đó chính là những cái đường mà màu xám các nhìn thấy trên màn hình đó cái đường màu xanh này là cái đường công lợi tức và nếu chúng ta nằm phía dưới đường màu đỏ nghĩa là đảo ngược thì sau đó chúng ta có những cái đường màu 3 này là những cái thời điểm suy thoái tài chính thì có phải chúng ta cũng sẽ tương tự, không có gì khác hơn là sẽ có một suy thoái tài chính hay là không. Cái tay rất là lâu đó, hồi tháng 2 của năm nay thôi để chia sẻ với các bạn về cái khái niệm đường cong lợi suất đảo ngược rồi. Và đây là một cái video cảnh báo và thông đã chia sẻ với các bạn về cái khái niệm này để thống chích một phần của cái bài này để mà chia sẻ với các bạn thôi sẽ không có À, chia sẻ hết đâu, tại vì các bạn có thể xem cái video đó, nhưng mà à, thường có thể chia sẻ với các bạn đó là một những cái lo lắng của nhà đầu tư đó về tăng lãi suất là sẽ dẫn đến suy thoái tài chính và theo định nghĩa đó thì đây là một cái giai đoạn suy giảm kinh tế tạm thời trong đó có hoạt động thương mại và công nghiệp bị giảm sút thường được xác định bởi sự sụt giảm của GDP tổng sản lượng quốc nội trong hai quý liên tiếp, điều này đã xảy ra rồi các bạn chỉ là bên nhà trắng chưa công nhận mà thôi, điều này cũng có nghĩa là suy thoái đó được nhận ra khi nó đã xảy ra và đã quá trễ rồi, quá muộn để mà chuẩn bị. Cho nên nhiều nhà đầu tư thì họ quan tâm đến một khái niệm đó chính là cái đường cong lãi suất của trái phiếu và chúng ta có ba loại đường cong. Thật ra hai loại và một cái là đường thẳng. Thì chúng ta thấy được là cái loại mà gọi là bình thường đó đó chính là normal đường màu xanh các bạn thấy chấm chấm trên màn hình thì hiểu đơn giản các bạn cho vay càng lâu đó thì cái phần trăm lợi suất phải càng cao và ngược lại và chúng ta hay được là chúng ta có cái đường màu vàng chấm chấm này đó là đảo ngược có nghĩa là một tình trạng hoàn toàn khác tại sao mà cho vay ngắn hạn nên thì lại có lợi suất cao hơn là dài hạn và đó là điều mà không tốt tại vì sao gì tại vì trong kinh tế của mỹ đó các nhà đầu tư họ mua trái phiếu chính phủ mỹ tại vì họ nghĩ đây là khoản đầu tư an toàn tại vì chính phủ mỹ đâu quỳnh nợ đâu thông thường nó lãi suất khi mua trái phiếu dài hạn sẽ cao hơn là ngắn hạn như thường vừa chia sẻ với các bạn tại vì à, chúng ta thấy được là dài hạn thì rủi ro cao hơn cho nên lãi suất phải cao hơn nhưng mà ngược lại đó chúng ta thấy được là cái hiện tượng đường cong lãi suất đảo ngược lại là một dấu hiệu về tình trạng suy giảm kinh tế sắp diễn ra cho nên nhiều người nhìn vào cái tài liệu liên quan tới đường cầm lãi suất để có một cái dấu hiệu gì đó về tình hình kinh tế trong tương lai tương tự những gì xảy ra trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 đó khi đó lãi suất trái phiếu ngắn hạn cao hơn lãi suất trái phiếu dài hạn khi mà nhà đầu tư lo lắng về nền kinh tế đó họ sẽ muốn chuyển tiền từ cái mảng đầu tư rủi ro cao hơn sang mảng đầu tư an toàn hơn như là không trái phiếu nếu như mà cái nhà đầu tư tin rằng triển vọng kinh tế sẽ xấu đi đó thì nhu cầu trái phiếu dài hạn sẽ tăng lên đẩy lãi suất trái phiếu dài hạn giảm xuống thấp hơn so với lãi suất ngắn hạn tại vì các bạn thấy được là giá của công trái phiếu so với lại lãi suất là đi ngược lại với nhau lãi suất tăng lên thì giá sẽ giảm xuống mà ngược lại và đây là lúc mà xảy ra hiện tượng đường cong lãi suất đảo ngược nhiều nhà kinh tế cho rằng đây là dấu hiệu có thể dự đoán được suy si thoái kinh tế cho nên các bạn thấy được là về những lời phát biểu của những người chính phủ Wall chúng ta đã nghe rồi Nhưng mà về động thái của những trader ở đây thì cũng cho thấy được những trader bây giờ đã nghĩ là chúng ta sẽ có cái suy thoái tài chính đã phản ứng ở trong cái tài liệu lãi suất trái phiếu ở Hoa Kỳ thì khi mà các bạn nhìn vào tình hình kinh tế ở Hoa Kỳ đó, những cái diễn biến hiện bây giờ ở trong những quốc gia khác thì các bạn thấy được là kinh hình kinh tế chung của thế giới chưa có thể giải thích bằng hai chữ đó chính là bất ổn hiện tại. Và chúng ta không có biết là kết quả sẽ ra sao Và những động thái gì Những gì chúng ta không biết Đang chờ đợi chúng ta phía trước Cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó Là những thông tin Để các bạn nắm được tình hình chung mà thôi Trong tình hình này đó Thì nhiều nhà đầu tư lựa chọn như thế nào Thì đối với lại tình hình chung Của những cái mảng đầu tư Các bạn đã thấy là phần lớn Những nhà đầu tư đó Thì đều muốn lưu trữ tiền mặt hiện bây giờ Thì đó cũng là một cách Nếu như các bạn muốn xem coi tình hình như thế nào và muốn có cái sự chắc chắn hơn à, và các bạn à, lo sợ là giá có thể là đi xuống nhiều hơn với bây giờ đó là điều hoàn toàn có thể nhưng mà bản thân của thuận đó thì à, đương nhiên không thể biết được là đáy sẽ nằm ở đâu giá có tiếp tục xuống nữa hay là không cho nên một những chiến lược dài hạn thì vẫn là tiếp tục trung bình giá mà thôi chia ra để mà tiếp tục trung bình giá tại vì các bạn biết là thuận vẫn đang còn lưu trữ một số lượng tiền mặt cũng như là thuận vẫn có thu nhập từ làm việc cho nên thuận vẫn sẽ tiếp tục trung bình giá nếu như mà giá xuống nữa thì đó cũng là một một cái cơ hội để tích lũy không chỉ riêng là crypto mà còn chứng khoán nữa ở những cái mức tốt à, dài hạn tại vì thuần vẫn có lòng tin dài hạn đó thì à, thị trường chứng khoán và crypto sẽ có cái sự hồi phục trở lại đương nhiên mức nào là đấy và điều đó là khi nào đương nhiên không phải nào mà cho các bạn biết được nếu biết thì cũng không có à, chia sẻ đâu <cười> <cười> các bạn nhưng đó là bình thường thôi, thường không ai nào mà nói các bạn làm gì hết. đối với nhiều người thì họ cảm thấy được là tình hình bây giờ đó rất là tuyệt vọng về tài chính, nhưng mà đối với một số người thì họ vẫn thấy được đây là những cái cơ hội mà lâu lâu chúng ta mới có được và thùng cũng đã từng sống qua cái hồi thời kỳ mà cũng khoảng năm hay là tám rồi và thường chỉ ước là lúc đó có thêm tiền để mà mua thêm cổ phiếu, tại đó đâu vẫn chưa có crypto rồi các bạn. nhưng mà lúc đó thùng còn trẻ quá, thùng không hoàn toàn hiểu, không hoàn toàn tin và đương nhiên là không có nhiều tiền bây giờ đã khác rồi và đây chỉ là gì mà thuận muốn chia sẻ với các bạn mà thôi mỗi người sẽ có mỗi cái vị thế và mỗi cái cách đầu tư khác nhau thuận chỉ muốn cung cấp thông tin với các bạn Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got